Nếu một ngày mẹ phải đi xa, mẹ chỉ thương con không ai chăm sóc, căn nhà nhỏ một mình con cô độc, chờ mẹ về mà chẳng thấy mẹ. Cũng trang thơ mà sao viết mãi chưa tròn, đêm nay lại mỏi mòn giữa đêm trường, con thơ đang hôn giấc, mẹ vẫn mơ một giấc mơ thật mau, nhớ con nhiều từng trắng chiến, cùng đồng đội thân thương gắn mình chống dịch với quyết tâm cao khi nhiệm vụ đang chờ. Cứu người là sứ mệnh thiên chức, lưu truyền y đức ngàn xưa, trên tuyến đầu chẳng ngại hy sinh, như bao chiến sĩ xông pha ngoài mặt trận, đất nước càng cần bao lớp người đi, mẹ cũng biết dân sức mình cho tổ quốc. Kề vai mẹ nói, virus đâu rồi, mẹ chỉ cho con sẽ cùng chiến đấu vì Covid, theo mẹ cách ly ngày đêm chống giặc, con vô tư chưa biết gì nghĩa lắm, mẹ ôm con mà nước mắt lưng tròng, ngày mẹ ra đi chẳng hẹn lúc quay về, đại dịch hôm nay quá nhiều bất trắc, chung sức chung lòng cùng đồng đội nghe con, quê hương mình muôn triệu trái tim son, sức mạnh lòng dân xây nên những chiến công thầm lặng, con hãy an tâm bên mái nhà yêu dấu đợi mẹ quay về ha khúc ca vui. Bao giờ trời sáng lên ánh hồng là khi đất nước qua đi hết hồi nguy nan, bình an về khắp trên mọi miền, sẽ vui vậy cùng mẹ hiền yêu thương, thôi cõi gian chờ tận cơn mơ, niềm tin của mẹ ôm tròn giao tiếng, mẹ viết trang thư dạy con cách duy trì cuộc sống, biết vượt mọi khó khăn vững bước trên đời.
con hãy mạnh mẽ và kiên cường con nhé. Hãy tự hào vì mẹ làm ngành y.